có tấm ốp mái hiên màu vàng giá rẻ không thì hôm nay Hạ lên cho các anh chị em nhà mình đây mọi người ơi. Mái hiên màu vàng giá rẻ aroma luôn. Đấy, bề mặt vân 3D này, ốp ở vị trí mái hiên ngoài trời, ốp cho tường ngoài trời nha mọi người nhá. Đó, và dòng này nó được thiết kế là hèm khóa âm và hèm khóa dương nên khi thi công là nắp ghép với nhau rất là dễ dàng và thời gian thi công nó cũng nhanh hơn. Bề mặt này vân 3D này sần sần nên rất là đẹp nữa luôn mọi người ạ. Và dòng này chỉ chưa đầy là 300.000 cho 1 mét vuông, hơn 100.000 cho 1 tấm. Chiều rộng của nó đang có là 15 cm như thế này nhá. Chiều dài thì Haroma đang có là 2m9. Và Haroma thì đang có sẵn 3 màu cho các anh chị em nhà mình sử dụng. Màu nâu cà phê này, màu vàng như Hạ vừa lên cho anh chị em mà các bác đang tìm kiếm này, màu trắng, một trong những màu rất là lên thơ và rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, vân gỗ rất là đẹp này. Đây đây, nắp ghép với nhau này, dùng ke nắp khoan bắt vít và lắp ghép trực tiếp này. Đấy, đấy, nắp ghép trực tiếp như thế này. Dùng ke nắp vào hèm âm, sau đó thì khoan bắt vít giữ cố định hèm âm này vào hệ tường hoặc là hệ khung xương của nhà mình. Sau đó thì mình tiếp tục nắp tấm tiếp theo lên. Đấy. Và cái tấm này của Haroma anh chị em nhà mình nhá. Đấy, nắp hèm này. Nắp hèm xong nó sẽ như thế này cho anh chị em nhà mình này. Đấy. Tấm này nó có ưu điểm là rất là nhẹ, giá thành rẻ cho các bác nào chi phí đầu tư mà ít. Đây đây, mình sẽ lôi tấm màu vàng cho bác xem cả tấm luôn này. Đấy, bác nào bác đang hỏi cái tấm màu vàng. Màu này lên nhà thì nó tạo ra một phong cách rất là đẹp luôn này. Với cái màu này anh chị em nhà mình này, nhẹ không? Nên là hệ khung xương thay vì là đi dày như là những cái dòng vật liệu gỗ nhựa thì nhà mình đi hệ khung xương này thay vì là 30-35. Với dòng này anh chị em nhà mình có thể đi từ 45 đến 60 vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật luôn nhá. Đấy, nhẹ như này mà. Đó, có thể uốn cong này, uốn cong quá 90 độ luôn cho anh chị em nhà mình. Mặt sau của nó sẽ như thế này. Hàng dòng này là dòng đồng cốt, có nghĩa là bột màu sẽ được trộn trong quá trình đùn tấm ra này. Mặt sau của nó đây nha anh chị em nhé. Đấy, mặt trước của nó này. Và anh chị em nhà mình cần báo giá chi tiết hay là cái chương trình chiết khấu của Haroma thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp đội ngũ cũng như để lại phần bình luận. Hạ và đội ngũ của Haroma sẽ liên hệ và hỗ trợ các anh chị em nhà mình trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật xu hướng vật liệu mới cùng lên Hạ Haroma nhé.